Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp và còn kéo dài. Trong năm 2021, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã nỗ lực tìm cách thích nghi với điều kiện bình thường mới để vừa an toàn với dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng. Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca nhiễm liên tục tăng cao và bùng phát mạnh trong cộng đồng khiến nhiều địa phương trên địa bàn EVN-NPC quản lý như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng phải thực hiện lệnh phong tỏa, giãn cách. Đặc biệt, việc thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19 đến nay tuy đã gỡ bỏ, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp đã khiến công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh tại trụ sở tổng công ty gặp nhiều thách thức, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, có công tác đầu tư xây dựng các công trình điện 110 kV được coi là xương sống của lưới điện miền Bắc. Tuy nhiên, nhờ kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp cùng với việc linh hoạt áp dụng 3 tại chỗ cho từng nhóm công tác và hạng mục công việc, bố trí cho người lao động ăn, nghỉ tại công trường, đảm bảo phòng chống dịch nên hoạt động đầu tư xây dựng năm 2021 của EVN-NPC vẫn đạt được một số kết quả nhất định. Cái năm 2021 là năm mà các ban quản lý dự án phát triển điện lực và các ban của tổng công ty rất vất vả do tình hình đại dịch Covid đi lại rất khó khăn. Thế muốn thực hiện được dự án là bước đầu là phải chuẩn bị đầu tư xây dựng. Mà muốn chuẩn bị đầu tư xây dựng mà tốt ấy, là phải đi hiện trường. Thế trong khi đó đi hiện trường thì một số địa phương, mà đặc biệt là Hải Phòng và Quảng Ninh, là giãn cách xã hội, là hai địa phương này là làm rất chặt chẽ trong công tác phòng chống Covid. Chúng tôi cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương tạo điều kiện, có những cái biện pháp phòng dịch khi ra đảo, là chúng tôi có biện pháp tuân thủ tất cả những các biện pháp và cái phương pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự án xây dựng mạch 2 đường dây 110 kV và trạm biến áp 110 kV Cát Bà do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng. Đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng nhu cầu phụ tải hiện tại và trong tương lai của khu vực, tạo mạch vòng cấp điện cho lưới 110 kV, cấp điện linh hoạt, an toàn và liên tục cho phụ tải khu vực huyện Cát Hải nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Được biết, quy mô dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 13,6 km, ngoài ra còn xây dựng mới trạm biến áp 110 kV Cát Bà kiểu trong nhà và ngoài trời, mô hình trạm không người trực, áp dụng công nghệ hiện đại, có tổng vốn dự toán xây dựng khoảng hơn 110 tỷ đồng do EVN-NPC làm chủ đầu tư và BA2 được giao quản lý dự án. Dự kiến thì từ nay 20 năm thì cái nhu cầu phát triển của phụ tải của Cát Bà là tương đối lớn. Để đáp ứng nhu cầu đấy thì phòng cũng đã có báo cáo tổng ty để các cái kế hoạch để triển khai. Và một trong những dự án hôm nay mà triển khai ở đây thì cũng là nhằm mục đích là phục vụ cho cái sự phát triển của biển đảo, và cũng là lần đầu tiên mà đảo có một cái trạm 110 kV sẽ đáp ứng được tất cả những cái điều kiện đảm bảo chất lượng điện năng, rồi quá trình vận hành kinh tế và ổn định. Trong thời gian qua, để hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, đủ điều kiện khởi công và xây dựng các dự án trọng điểm trong lúc đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, EVN-NPC đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt phải kể đến việc triển khai ứng dụng công nghệ, sử dụng các phần mềm thông dụng như Zoom, Zalo để họp giao ban trực tuyến công tác điều hành của tổng công ty, điều hành dự án tại công trường. Cũng qua hình thức này, đã thống nhất được với đối tác, nhà thầu, các địa phương để chia sẻ thông tin, giải quyết các vướng mắc trong khâu thi công, lắp đặt thiết bị, đền bù giải phóng mặt bằng, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ngoài ra, các công trình đầu tư của EVN-NPC cũng đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự ủng hộ tích cực của nhân dân địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để ban quản lý dự án lưới điện hoàn thiện các thủ tục xây dựng các dự án trong thời gian sớm nhất. Ý thức được cái quần đảo Cát Bà là một cái khu sinh quyển của thế giới, nhận được sự ủng hộ của các cấp chính quyền của địa phương, từ thành phố cho đến huyện, đến thị trấn, thị xã và các cái địa phương đi qua, cũng như thể là các tổ chức để cái dự án của chúng ta được thực hiện cho nó thành công theo cái cam kết là khoảng giữa tháng 5 năm 2022. Thành phố Hải Phòng phối hợp hết sức là chặt chẽ với Điện lực miền Bắc trong cái việc đầu tư cũng như việc công tác giải phóng mặt bằng và phối kết hợp giải quyết tất cả những cái khó khăn vướng mắc liên quan đến các cái dự án điện. Và đây là một trong cái dự án mà cũng triển khai rất nhanh với cái hy vọng một cái năng lực của chủ đầu tư, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành và huyện Cát Hải, tôi nghĩ là cái dự án này sẽ sớm được đưa vào hoàn thành đúng cái dự kiến.
Tính đến giữa tháng 11 năm 2021, toàn EVN-EPC đã khởi công được 68 trên 78 dự án, đạt 87,2% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2020, đóng điện 56 trên 81 dự án, đạt 69,1% kế hoạch. Đối với các dự án lưới điện trung hạ thế năm 2021, đóng điện 100% máy biến áp, hoàn thành đóng điện 104 dự án giảm tổn thất điện năng trong năm 2021. Tất cả những thành công trên là kết quả của sự sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên. Với lòng tin, EVN-EPC sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2021.